Sáng ngày 15 tháng 8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững. Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, tham dự có ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã quán triệt nghị quyết số 82 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững. Kế hoạch hành động của Bộ triển khai thực hiện nghị quyết này. Hội nghị còn phổ biến chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 và đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong 7 tháng năm nay, tỉnh thu hút 3,5 triệu lượt khách tham quan, tổng doanh thu du lịch đạt 1.575 tỷ đồng. Cùng với các nhóm giải pháp của nghị quyết, tỉnh cũng đề ra 7 nhóm giải pháp để triển khai phát triển du lịch trên địa bàn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là khai thác phát huy lợi thế các hoạt động dịch vụ ban đêm gắn với phát triển sản phẩm du lịch đêm ở Tây Ninh nhằm thu hút du khách lưu trú tại tỉnh dài ngày hơn, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn.